Bên cạnh chi tiết của máy ép nước mía để bàn Takeo TK750W thì chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ còn quan tâm về giá cả của con máy này như thế nào đúng không ạ? Thì Ngọc Lan bật mí cho quý vị và các bạn, đây chính là máy ép nước mía để bàn 750W và đang được giảm giá với mức giá là 5.500.000 đồng. Hãy nhanh tay để sở hữu ngay chiếc máy Takeo TK750W tiện lợi này nhé. Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Và thật dễ dàng để cho quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được là máy ép nước mía để bàn Takeo TK750W ở đây được làm bằng 100% là chất liệu là inox. Và thêm vào đó là máy được trang bị một công tắc để tắt mở đồng thời là công tắc đảo chiều nhé. Đây chính là đèn báo hiệu. Và để có thể ép được nước mía ra ngon sạch thì quý vị và các bạn cần phải nạp nguyên liệu vào, đó chính là cây mía của mình, đưa vào hộp nạp này, sau đó sẽ được đưa vào trục rulo nên là cây mía của chúng ta sẽ được giữ lại và được ép nước một cách sạch nhất có thể nhé. Và sau khi nước mía của chúng ta được ép xong thì sẽ đưa xuống miệng xả là phần ở phía bên dưới. Ngọc Lan xin dỡ miệng này lên để cho quý vị và các bạn có thể cùng tham khảo bên trong nha. Phần phía bên trong chúng ta có thể quan sát thấy là máy được trang bị vào đó là một tấm lưới lọc rất là dày dặn, cũng được làm bằng 100% là chất liệu inox. Nhờ đó mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là sau khi ép nước mía xong, những cặn mía sẽ được loại bỏ hoàn toàn để cho nước mía của mình là xanh sạch nhất nhé. Phần phía dưới này đó chính là miệng ra của nước mía này. Miệng ra của nước mía này sẽ được gắn trực tiếp vào với máy và đưa xuống phần phía dưới bàn để này. Khác với máy Takeo TK400 thì máy Takeo TK750 còn được trang bị thêm một miệng để ở dưới này. Quý vị và các bạn chỉ cần để ly nước ở đây là có thể thu được thành phẩm của mình rồi nhé. Và máy Takeo TK750W này sử dụng trực tiếp nguồn điện 220V nên là được trang bị thêm vào đó là một cuộn dây dài tầm khoảng 1,5 m, giúp cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng kết nối với nguồn điện nhà mình. Đây chính là bộ phận tay cầm được trang bị ở hai bên máy, giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng di chuyển tới nơi mà quý vị và các bạn mong muốn. Thêm vào đó là trên thân máy có những các rãnh khe để giúp tản nhiệt cho motor trong quá trình máy hoạt động. Đây chính là bầu ra cũng như là miệng xả nguyên liệu. Sau khi nước mía được ép sạch sẽ được xả xuống ngay vị trí này, nhờ đó mà máy có thể hoạt động một cách hiệu quả cũng như là không cần phải dọn dẹp nhiều do là bã mía của chúng ta bị văng vãi ra ngoài ha. Đây chính là trục làm việc của máy. Trục làm việc của máy được trang bị với 3 rulo. Bên cạnh đó là phần phía trên sẽ được trang bị một tấm trắng rất là dày dặn và được làm bằng kiến trong suốt. Nhờ đó mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được máy hoạt động như thế nào, quan sát trục rulo của mình vận hành và vệ sinh máy một cách dễ dàng nhất nhé. Nếu như quý vị và các bạn còn thắc mắc gì về máy ép nước mía để bàn này hay là muốn sở hữu ngay chiếc máy này, hãy liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại cũng như là website trên màn hình, hoặc có thể đến tận showroom của chúng tôi tại địa chỉ Ngọc Lan đang để trên màn hình để có thể sở hữu cũng như là trải nghiệm máy hoạt động trực tiếp như thế nào nhé. Ngọc Lan xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.